đường đi về nhà. Dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, Hải rất vui gặp lại tất cả quý cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Dạ, hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi dạo tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, sau đấy mình qua đường Cống Quỳnh về đường Phạm Ngũ Lão nhé. Đây, tại dọc khu vực này thì mọi người có thể thấy đây, những cái quán cà phê sushi, bên dưới là cà phê cả nhà, bên trên là sushi. Hôm trước Hải không biết, leo một cái lên toàn lên trên lầu 3 luôn. Đấy, sau đây không biết là về đấy trong lầu 3, lầu 2, lầu 3 là quán sushi, còn lầu 1 là quán cà phê. Đấy, sau khu vực này là quán nhậu của người đấy. Ôi, rồi xong. Rồi xong. Dạ vâng mọi người, may quá không biết sao. Chỗ nó hơi loạn trọng một xíu. Vâng, thì ở khu vực này mình thấy bán quán cơm 1990 này. Quán cơm mọi người nhìn thấy cái biển là thấy khá là lâu đời. Ở đây thì em Hải thấy là cũng khá là nhiều quán món ngon đấy, cả du khách nước ngoài nữa vào để thưởng thức. Ở kia mọi người thấy dọc đường Trần Hưng Đạo này, quay cả nhà cùng xem một xíu. Hôm nay thì em Hải thấy là lực lượng công an người ta đang đi giải quyết cái vấn đề đó là ngồi ăn xin dọc ngoài đường cả nhà. Thì em Hải đã thấy là tại khu vực quận 1 thì bên công an họ đã đi kiểu như mà đi giải quyết về cái vấn nạn là ngồi dọc bờ đường á, người ta đưa vào khu vực nơi an sinh xã hội ấy. Đi gom mà không biết là ở đâu người ta cứ tới người ta ngồi ấy, kiểu như có nhà rồi người ta tới người ta ngồi ấy. Đấy, nhìn thấy cái hình ảnh nó rất là xấu luôn. Không biết là ngày hôm nay tại trên khúc này có không, chứ Hải thấy ngay khúc Nguyễn Thái Học với Nguyễn Thái Học với đường Trần Hưng Đạo là thấy người ta đi xử lý hết rồi đấy, không còn thấy ngồi nữa. Thực sự những cái hình ảnh nhìn rất là xấu luôn. Mà thực ra thì những người đấy người ta đều có nhà nha. Bây giờ này tầm khoảng 7 giờ để ra khu vực này ngồi xin cơm này, xin tiền. Đấy mà nếu mà những người mà không có nhà thực á, tầm khoảng 11, 12 giờ đêm á, thì mọi người đi thấy người ta đứng có hay không là biết liền. Nhưng mà Hải thấy 11, 12 giờ đêm mà đi qua khu vực này thì như là không có luôn nha. Không có người ngồi ở tại khu vực này. Thứ 7 tuần vừa rồi em Hải có đi một lần. Mấy bữa nay thì thấy mấy kênh kia nó quay nhiều quá. Hôm nay mình tranh thủ xách máy đi xem như thế nào. Giờ mới tới khu vực đường Nguyễn Thái Học với Phạm Ngũ Lão với Trần Hưng Đạo thì thấy bên phường họ đang đi giải quyết rồi. Em Hải đã thấy người ta đi gom mấy lần rồi, đi xử lý những cái tình trạng ngồi dọc và đường vậy á. Bên này có quán giờ chiều khá đẹp, kiểu như mình đang ở biển đấy, cái phong cách rất là đẹp. Khá là chiều chiều, bên đường xe cộ đi lại nhộn nhịp. Bên này là nhà xe Phương Trang à, đúng rồi. Đấy, xe là quán nhậu, nhưng mà nói chung bên quán nhậu mà giờ này thì cũng chưa có đông nha mọi người. Giờ này mới chưa tới 8 giờ tối cơ. Đấy, đang còn vắng lắm. Đây, quán nhậu mọi người thấy cũng có vài bàn nhưng chưa có nhiều. Dạ vâng, thì ở cuối tuần này em Hải lại mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình quay trở lại Hà Nội nha. Đây, hôm nay thì em Hải có việc lại quay trở về với Hà Nội khoảng một tuần, sau đấy mình sẽ quay lại nha. Ở đây hôm nay mọi người không có này, không có ngồi nhá. Mọi hôm thì hay ngồi góc này lắm, hôm nay thấy là không còn nữa đấy, mình thấy là dẹp hết rồi đấy.
như thế nó không còn để tình trạng của xin. Hôm nay có vẻ là giải quyết được khá là nhiều. Mọi hôm thấy ngồi góc góc này gặp được Trần Hưng Đạo và được 3 tháng 2 ấy. Ở bên này có quán gì đây, phở đấy, bán thì phong cách rất là mộc mạc. Quán phở đây chắc là cũng có khá là lâu đời rồi. Một cô cũng tương đối lớn tuổi, cô phải 80-90 tuổi, à quên, 70-80 tuổi rồi người ta được bán phở. Và Hải thấy cô này bán lâu rồi. Hải đi qua đây khu vực này phải 6-7 năm nay vẫn cô bán đến giờ. Ở bên trong cửa hàng này đông khách đây này, Japan Matcha Coffee, đồng ghê nhá. Ở bác sĩ có vẻ là buổi tối hôm nay có tương đối là nóng cả nhà, đi không có tí gió luôn. Nhà hàng này cũng có vẻ là tương đối là vắng khách nhưng không có nhiều. Ở khu vực này thì cũng có một số khách sạn nha quý cô chú ấy, chị các bạn mình. Giờ mọi người lúc nào tới những khách sạn này Hải sẽ đọc tên và mọi người có thể tham khảo. Lúc sau mọi người về Sài Gòn mọi người đặt nhé. Tiệm vàng mọi người này đang còn mua bán khá là nhộn nhịp. Tiệm vàng thì mai
Dạ vâng, thì hôm nay thì em Hải sẽ không vào bùi viện này cả nhà. Thì hôm chủ nhật Hải mới ghé qua bùi viện rồi. Đấy, thì hôm nay mình sẽ đi thẳng đường Tống Quỳnh thôi. Đấy, bùi viện nói chung là ngày hôm nay cũng không có đông lắm. Bùi viện thường thường chỉ có thứ bảy và chủ nhật là hai ngày đó là lượng khách đông nhất. Thì hôm nay thì xe cộ nó đi lại tại khu vực đường bùi viện đó, nên cũng hơi ngắn ngán. Đi lộn xộn lắm nên giờ đi mình cũng chẳng muốn để vào bên trong bùi viện. Thường em Hải vào bùi viện thì vào cuối tuần thứ bảy và chủ nhật mới cấm xe cộ với lại ấy, thoải mái. Ủa, này đi chưa? Dạ vâng, thì bây giờ mình đã tới khu vực vòng xoay Cống Quỳnh. Cứ có chú ý chị các bạn mình ở khu vực này thì bán rất là nhiều đồ ăn đấy, mọi người có thể tham khảo ghé qua đây khi đi chơi về đêm muộn này. Đây giống như gian hàng này bún bò này, ở bên này bán các cái gian hàng nước này, đấy, cơm bún phở bánh mì có đầy đủ tại khu vực góc này nhé, ngay chợ Nguyễn Thái Bình thôi. Đây, còn bên này là bến xe buýt Chợ Lớn này. À quên, mà bến xe buýt Sài Gòn. Đây là quán trái cây này. Đây này có bán hủ tiếu mọi người này. Đồng giá 30.000 phần. Nói chung em Hải thấy là dọc dọc khu vực này mọi người hàng quán là người ta đều có niềm biết đầy đủ nha, nên quý cô chú anh chị mình cũng không có cái gì với gọi là phân vân sợ hơi chặt chém, mà thấy như vậy cũng được rồi. Hôm nay đi dọn cái hè sao
còn có công an nữa. Đang quay phim cả nhà. Mà sao thấy có công an này tưởng lo cái gì giật cả mình. Dạ vâng, thì tới đây chắc là em Hải xin phép được dừng video clip ở đây nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Hải, và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha.